trong những cái dấu hiệu thể hiện cái sự phản đối của tài xế tại trạm thu phí BOT Sóc Trăng vào chiều tối ngày hôm qua. Vào chiều tối ngày hôm qua thì các cái tài xế đã tự động dỡ cái barrier này lên để cho các cái xe lưu thông qua vì họ quá bức xúc. Và đến ngày sáng ngày hôm nay thì về phía chủ đầu tư BOT thì mới thực hiện sửa xong cái này để đưa vào thu phí bình thường. Nó đang hư hỏng nhẹ cho nên là sửa chữa cũng không khó. Nhưng mà nếu mà cứ tiếp tục duy trì như thế này thì nó sẽ chuyển ra hư hỏng nặng và gần như là không khắc phục được. Và nguyên tắc thì nó barrier này nó tự bật. Nhưng mà người tài xế thì không hiểu cho nên là cứ dặn ngược thì nó sẽ dỡ cong cái lắp trong. Còn khi mà một cái lực mà tài xế tông barrier vượt trạm thì là cũng là dỡ gây nguy hiểm cho xe là chính. Còn barrier thì nó cũng sẽ tự bật ra. Và thiệt hại cho trạm thì thứ nhất là nó sẽ cong gãy barrier, thì các cái thanh barrier nó cong gãy thì chúng tôi thay thôi. Thì cái này giá trị thì tầm 2-3 triệu một cây thì cũng chuyện bình thường. Còn mà còn cái sợ là nó hư cái cốt trong thôi. Cái cốt trong thì là phải thay mới cái barrier. Theo chủ đầu tư BOT Sóc Trăng, nếu hệ thống barrier bị hư cốt máy phía trong thì sẽ thiệt hại rất lớn. Mỗi barrier là khoảng 70 triệu đồng. Ngoài bộ phận sửa chữa, các bộ phận khác như người bán vé, người điều tiết giao thông đều được nghỉ việc. Trong khi đó, các tài xế tiếp tục đậu xe gần trạm để kéo lên phản đối.